mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Không nên ăn mặc hở hang. Hiện nay trên affix, tạp chí, các trang web, cả đến điện thoại, thường cho mỹ nữ ăn mặc hở hang để quảng cáo. Không hề biết đây là hành vi sai lầm, hại mình, hại người. Tôi hàng ngày làm việc, thường đi tàu điện ngầm. Hôm đó trong lúc đợi xe, thấy một tấm affix quảng cáo nội y, in hình một phụ nữ ngoại quốc ăn mặc hở hang. Có anh thanh niên tuổi chưa tới 20, cứ đứng dán chặt mắt vào tấm hình. Cách ăn mặc khiêu gợi trong affix đã khiến cho tâm tư của anh ta vọng động. Điều này thật đáng lo. Những cậu bé trong tương lai sẽ là rường cột quốc gia, đang độ tuổi học hành, lẽ ra phải được tiếp thu những điều hay lẽ phải, cần được đào tạo hun đúc nhân sinh quan, thế giới quan chính xác. Nếu bị những hình ảnh ô nhiễm này trưng bày khắp nơi, liên tục đập vào mắt, tâm rất dễ bị lôi cuốn, sa vào đẻo sai lầm, dẫn đến hành động hại mình, hại người. Thật rất đáng tiếc. Tôi lại nhìn bức hình quảng cáo kia. Cô gái trong hình nhan sắc yêu kiều quyến rũ, nhưng ăn mặc hở hang như vậy sẽ khơi gợi dục niệm trong lòng người. Thế thì tương lai cô sẽ phải lãnh quả báo như thế nào? Vừa nghĩ đến đây, trong não tôi lại lóe sáng, và thấy ngay dưới tấm affix to đùng bỗng hiện màn ảnh như thế này. Có một cái giường sắt, dưới giường lửa cháy hừng hực. Cô gái quảng cáo này đang nằm trên đó, lưng bị đốt cháy bỏng. Bên cạnh cô có hai vị áo đen cao to, tay cầm dao sắc bén, ra sức rạch ở đầu bụng cô gái. Lúc này ruột, phân, nước tiểu, máu mủ hỗn độn trào ra ngoài. Nhìn thấy cảnh tượng đó, tôi không ngăn được quảng kinh, thầm nghĩ: đây há chẳng phải là hình phạt nam ôm cột đồng, nữ nằm giường sắt sao? Phạm tội tà dâm, khiêu dâm, kích dục thì phải thọ báo ở địa ngục mà. Đồng thời tôi cũng cảm nhận được cô người mẫu quảng cáo nội y này hiện thời tuy đang trẻ trung xinh đẹp, nhưng thân thể đang mắc rất nhiều bệnh, trong đó có chứng bệnh lậu, bệnh phụ khoa nan y hiểm nghèo. Lúc này trong óc tôi vang lên câu xác nhận: phụ nữ này do tạo tội tà dâm, tức sẽ đọa địa ngục. Kể cả người chụp hình và ekip thiết kế ấn loát cho ra bức ảnh gợi dục kia thấy đều sẽ lãnh quả báo đáng sợ. Phải đợi đến người cuối cùng trên thế gian này thấy hình chụp kia nổi tâm dâm mà đọa ác đạo, và từ tam ác đạo thoát ra luân hồi, trở lên tu hành đến không còn niệm dâm dục nữa, thì cô gái này cùng nhóm người liên quan đến việc chụp sản xuất hình kia mới có thể thoát khổ địa ngục, ra khỏi ác đạo. Họa phúc không cửa, do người tự chiêu, báo ứng thiện ác như bóng tùy hình. Phải biết nhân quả báo ứng rất đáng sợ vậy. Xin cảnh báo thế nhân, bất kể là nữ hay nam, đều không nên ăn mặc hở hang, chụp ảnh quảng cáo set hay diễn phim gợi dục. Cử chỉ nên cao quý, đoan trang, hành vi đừng cẩu thả, phóng túng. Nếu như ăn vận hở hang để quyến rũ nhãn quan ưa nhìn của kẻ khác phái, thậm chí kích động họ khởi dâm niệm, thì quả báo do ác nghiệp này tạo ra rất đáng sợ. Chỉ một chút vô ý, sai lầm, thiếu hiểu biết nhất thời mà thành chiêu hận thiên thu. Mong quý vị cẩn trọng, nhớ kỹ, thường cảnh giác để không tự hại. Riêng hàng tu sĩ cần phải khắc ghi lời Phật dạy: xa lìa cảnh khiêu dâm, mắt chẳng nhìn, tai chẳng nghe, miệng chẳng nói lời tà. Người giữ giới bất dâm có 5 công đức: quá khứ, hiện tại, vị lai, chư Phật đều tán thán. Người bất dâm hằng trụ trong quy nghi Phật, thân tỏa hương thơm như Phật. Các tu sĩ cần giữ mắt, tai, mũi,
lưỡi tâm ý thanh tịnh, mắt không nhìn sắc dâm, tai không nghe khúc hát gợi tình, lưỡi chẳng bàn chuyện thế tục, chẳng khen dâm sự, miệng vĩnh viễn chẳng ca ngợi dâm ác xúc lạc, chẳng nói những lời làm tăng nghiệp xấu si ái vô minh, tâm chẳng trụ cảm giác cuồng si, ý luôn thanh tịnh, không khởi nghĩ hay nhớ đến dâm, không tự hành tà hạnh. Học theo hành Phật, hằng trụ tâm Phật như vậy là trụ nơi chân như, sẽ được năm công đức: thân thường thanh tịnh như hoa sen, trinh khiết trong sạch. Thế nên giới bất dâm rất thù thắng thanh tịnh, có đầy đủ công đức lợi ích vô thượng. Đây là nhân giải thoát, dù tán thán ngợi khen mấy cũng không sao nói hết. Dâm là phiền lụy trói buộc cực nặng, là tội trọng căn bản. Kinh Lăng Nghiêm nói: tâm dâm chẳng trừ trần lao khó xuất. Riêng quý vị tại gia cư sĩ nên mặc y phục đứng đắn, rộng thoáng, không nên hở hang thái quá. Đặc biệt là đối với các tu sĩ trì giới tu hành, quý vị càng không nên quấy nhiễu họ. Trong Phật môn luôn nhắc nhở: thà khuấy động ngàn sông, chẳng nên làm động tâm người tu. Nếu cố tình khiến người trì giới động niệm phiền não, đây thuộc tội phá hạnh thanh tịnh của người. Lỗi này cực kỳ lớn, mong quý vị hiểu rõ để tự bảo vệ, răn dè. Nhất là các phụ nữ khi đến chùa nên ăn vận kính đáo trang nghiêm. Lời người dịch. Thoạt đầu khi đọc đến bài này, tôi cảm thấy thật khó mà tin nổi. Về sau, tình cờ tôi đọc phải những bài thổ lộ chia sẻ của các nam nhân, mỹ nữ khác, tôi bắt đầu nghĩ lại và suy gẫm về những gì cư sĩ Quả Hồng nói. Quả Hồng ở Trung Quốc đại lục, còn những người kia có kẻ ở Đài Loan, họ không hề quen biết nhau, song những điều họ miêu tả lại tương tự nhau. Khác chăng là họ tự thân trải qua cảnh đó, chứ không phải chỉ thấy như Quả Hồng. Vì vậy mà dù có ngần ngại, tôi vẫn dịch bài này ra. Quý độc giả có quyền tin hay không và tự do lựa chọn phương cách sống hữu ích cho chính mình. Có lần đọc báo thấy đăng tin có một đám thanh niên tuổi 15-17 đi cưỡng hiếp tập thể một cô bé. Khi bị bắt, các em khóc miếu máu khai rằng chỉ vì xem phim ảnh sét trên điện thoại mà khởi tà tâm. Cho nên những hình ảnh xấu quả là gây khổ lụy khôn lường. Tôi thầm nghĩ, nếu như quảng bá hình ảnh phim đĩa sét gợi dục, đồi trụy vân vân là có tội vô cùng, thì những vị có chức quyền chuyên đi thu gom dẹp hủy các thứ này ác là cũng được công đức vô lượng vậy. Phần 2.